Vâng, chào mừng tất cả quý các bạn đến với kèo thi đấu trong buổi tối ngày hôm nay. Và kèo thi đấu lúc nửa đêm vẫn luôn là kèo thi đấu hay hơn bao giờ hết, và sẽ là kèo thi đấu của Luân TV đối đầu với TMQ. Và để xem rằng trong kèo thi đấu này thì ai sẽ là người giành chiến thắng với bộ môn đoạt suất này. Và Luân TV sẽ chủ động công lên, đầu bên kia là TMQ gõ cho mình khu vực sân trên được khu vực không có sự. Một viên rồi, 90 máu. Một viên 90 máu. Vâng, Luân TV vẫn là combo CR7. Bên này là Alok đến từ với chú TMQ. Thanh niên mang quả đầu hồng, một quần hồng. Con đấy đã, con đấy. Con bóng TMQ rồi. Con bóng TMQ, bóng Long Xuyên. À, một tình huống đứng ke, đứng cuốn máu nhưng mà tiện thể vẫn không quên nhiệm vụ là phải ke đối phương đang ở đâu. Thao tác rất nhanh. Các bạn có thể thấy được rằng là đây là hai tuyển thủ có thể nói rằng là trong top của giải thi đấu chúng ta. Với những tuyển thủ top đầu như thế này thì khả năng di chuyển và thao tác của họ cực kỳ là đỉnh cao. Thao tác có thể nói rằng là những bạn bị tiền đình thì có thể hạn chế xem những kèo thi đấu này, vì nó sẽ ảnh hưởng đến não đấy. Đính một viên 67 máu rồi. Đã trả lại rất tay và hết sức dành cho Luân TV. 1-0. Không kịp bắt cảm. Cầm lục USP để bắn kêu gọi đối phương là cày chưa luôn đây. Cày thế nhờ. À, Luân TV đang cày hết cả sống mũi rồi đấy. Ui giời ơi, súng toàn tắc đạn như đây. À, không ai. Rồi. Em chào anh Việt Thắng à, chào em nhá. Tối nay khả năng Luân TV là minh chủ võ lâm đấy, chùm luôn. Hôm nay Luân TV khả năng là chùm luôn cái giải này đấy, chiếm luôn sóng live đấy các bạn. Cái thời 2-3 năm về trước ấy, các bạn không tin tí nữa cho các bạn xem clip, cho xem còn clip không cho các bạn xem. Rồi, quất em ơi. Hôm nay tôi còn hứa một số bạn ở trong box Luxury nhưng mà chưa cho anh em vào được, khả năng là để mai. Thời lượng chương trình nó hơi có hạn, trận thi đấu đã chiếm rất nhiều sóng thời gian rồi. Ngày mai tôi phải live đúng 6 giờ. Ngày mai tôi phải live đúng 6 giờ các bạn, uy tín. 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, à đâu 7, 8, 9, 10, 4 tiếng, 4 tiếng mới đủ. Đủ cho các bạn xem này. Nhưng mà 3 tiếng là vẫn được hỏi. Ô, oh, hay. Hết hay. Cá kia đây nào, cá kia đấy. Không cá kia à. Múa lên, sao không múa nữa. Múa đi, một hai đứa cả kia của anh cái. Cả kia anh xem nào. Hay rồi. Cố lên luôn ơi, nhai tết này thôi rồi. Nay cho tiêu diệt chết rồi luôn. À thằng nhầm, thằng TMQ đi. Vì nó mõm lắm. Hay. Trời ơi, bắn one shot nó hay gì đâu á. Nó bắn hay gì đâu á. Nó chưa kịp nghe được tiếng bạn là kia đã chết rồi. Như thường thôi, vẫn lật kèo như thường thôi. Ta đã nói là tuyển thủ top 3 của giải đấu luôn cơ mà. Với cách biệt có 2 bàn thôi. Luân TV đừng có chủ quan nha. Đừng chủ quan, TMQ nó cáo lắm. Thằng này nó cáo lắm, nhiều khi là không đùa đâu. Hôm trước TMQ và H2K đã có kèo là 2 cân 4 vay kim cương. Một trận thắng, một trận thua. Nào tôi phải cho nó gỡ lại. Chốt xem là nó thắng không. 2 cân 4, 1 cân 4 thì nó ăn gần được. Thì 2 cân 4 thì người kia nó sẽ dễ thôi. Một vay kim cương thì nó mới là khó. Chứ còn 2 cân 4 các bạn khán giả thì nhiều khi là nó có thể nhai một cách đơn giản được. Ê dài, cái tình hình em bắn mới chết ra đây. Ôi, mai. Alo, mai nha em nhá. Mai vào sớm nha, mai cho em quẩy cả ngày. Quất em ơi. Hưng DJ, mai cho nó quẩy các bạn. Ngày mai anh em vào cho anh em cọ sát với Hưng DJ luôn. Thằng nào thì Hưng nó cũng đang bắn, nó bắn. Có Hưng luôn ta. Chết rồi. Có Hưng đấy. Ô, 4-1 thế à? Ôi, TMQ mõm rồi. Toang rồi. Mõm rồi, tầm này không tin được rồi. Hôm nay Luân TV sẽ là chùm. Chỉ có đây chú Việt Thắng win này làng ra thôi. Còn TMQ đang bị Luân TV dẫn trước. Chưa bao giờ TMQ bị Luân TV dẫn trước dài như thế này. Và tỷ số đang là 1-4, cách biệt là 3 bàn. Luân TV ngày hôm nay sau 2 trận thi đấu thắng với 2 YouTuber Sima và NTN thì phong độ khả năng tốt. Đấy, khả năng Luân TV được chơi nhiều là máy nó cũng mát hơn hẳn.
Trong khi đó thì TMQ là mấy ngày là toàn chơi GTA 5 thôi. Mất đi rồi. Con vợ TMQ chắc chắn trận này thua. Chắc chắn TMQ thua. Ôi trời ơi. Toang ơi. Cụ đi để lại lá vàng rồi. Cụ đi để Cả làng tiếc thương. Bình tĩnh em ơi, thay đạn đi. Cây này thay đạn nó hơi lâu. Nó múa keo, nói thật các bạn, nếu mà các bạn đứng ở góc nhìn của TMQ, các bạn sẽ không nhìn thấy thằng Luân. Và đứng ở góc nhìn thằng Luân, các bạn sẽ không thấy được TMQ. Nước chỉ có thể hở một tí thôi. Anh chơi thì anh biết. Vào trong này thì nếu như trình độ của anh mà vào đây gặp mấy con vợ này nó bắn thì mình không khác gì con bóp đâu các bạn. Không khác gì là con nai bóp đâu đấy. Con nai bóp nhiều khi là nó còn có tác dụng hơn. Mới biết one shot thôi thì vào giải của anh chắc chắn là chỉ để làm màu thôi. Còn mà phải biết one shot thì biết di chuyển được. À, hay, 2-4. Chú solo M79 á. Hôm trước chú vừa làm các bạn một cái phòng solo M79 xong. Nhưng mà hiện tại thì trong giải của chú chưa có bạn nào đủ trình 1-4 bằng M79 cả. Luân ơi, 30 chưa phải là Tết. Câu này anh gửi cho rất nhiều bạn rồi đấy. Kèo này em đang đấu với TMQ đấy. Không phải đấu với anh Việt Thắng đâu. Kèo này là một kèo thi đấu. À, bắt đầu chơi kè rồi. Cụ thần kè nhập TMQ rồi. Luân nó chơi công nhưng TMQ thấy thua nó chơi kè đấy. Cái lắm mình xin cái đầu của Luân TV bây giờ là phải chơi kè rồi. Nhỏ lắm này. Thiên hạ người ta cười cho. Ui ôi, ui 78 máu. Hồi máu đi Luân. Luân dại rồi. Luân không hồi máu, Luân dại. Rồi. TMQ này xa kìa. Ui. Bắn phát nó thường kèo các bạn. Hay mà. Ra keo tròn em ơi, ra keo tròn đây nào. Đẹp trai hơn Win Win lắm. Cú Win Win đẹp trai như này Việt Thắng tuổi tí à. Chú ơi, Bình luận viên Việt Thắng tên. Chú Bình luận viên Việt Thắng ơi, chú tên gì ấy? Chú tên là Việt Thắng, còn cái thằng Bình luận viên Việt Thắng là cái thằng fake, cháu hiểu không? Thằng Bình luận viên Việt Thắng là thằng fake thôi. Thằng đấy là làm cho Garena. Thằng Bình luận Việt Thắng là cái thằng làm cho Garena và thằng bình luận viên game Free Fire đúng không? Chú là chú Việt Thắng bình luận game Free Fire. Không phải là bình luận viên Việt Thắng nhá. Giống tên thôi chứ không giống mặt. Chú đẹp trai hơn rất nhiều. Các bạn nhìn đúng không? Biết gì đấy. Các bạn lấy hai cái ảnh các bạn để cạnh nhau. Cái ảnh mà cái thằng bình luận viên Việt Thắng ở trên sóng của Garena, ảnh chú đang ngồi này. Đặt cạnh nhau không khác gì là một giọt nước cống và một giọt nước mía đâu các cháu. Trời ơi, bực luôn. Thực sự luôn đây. Ôi! 2 năm rồi, hay. Đạt cấp. Mà cái thằng đấy làm sao mà bình luận bằng chú được. Thằng đấy bình luận không bằng chú được. Rồi Toàn ơi. Tỷ số đang là 2-5. TMQ khả năng gãy rồi. TMQ ngày hôm nay gãy rồi các bạn, hết mõm rồi. TMQ hết mõm. Cày lắm. TMQ đây thua là chắc chắn cay các bạn. Cày lắm anh. Nhưng mà đã là một dân chơi ấy, là một người một cái người pro player ấy, không bao giờ biết cay cú là gì cả. Không bao giờ biết cay cú là gì được cả. Luân TV đã từng nằm dưới họng súng của TMQ rất nhiều rồi. Nhưng ngày hôm nay chắc chắn Luân TV sẽ thắng. Bây giờ 5-2 rồi mà không thắng nữa gì rồi. 5-2 mà để cho TMQ nó lật thì toàn. Đừng để cho TMQ lật Luân ơi. Không để cho nó lật, này nó gáy to lắm kìa. Này nó gáy rất to, gáy to của chúng tôi này, 80 máu rồi. Đau. Càng ấy. Anh chửi thì nó phải thắng đi. Em không, sao đi chửi người ta em. Em muốn cười. Em không biết chửi nó đánh chết đi. Đấy, không đùa đâu. Chửi người trước là kiểu gì vả đấy. Không phải làm gì mình mới chửi. Bây giờ em bảo nó chửi anh đấy. Anh chửi lại. Mà nó chửi anh thì chắc gì anh chửi lại. Tính anh này kể cả chửi anh không chửi lại nữa. Anh chỉ đợi lừ nhìn sao anh xiên rồi phát là cũng đi chạy lại quát. Ô, 3 năm rồi. Rút ngắn tỷ số rồi. Thôi luôn rồi, anh nói rồi, thằng TMQ nó cáo lắm. Căng rồi, căng lắm rồi. Kèo này là 3 năm rồi. Ôi trời ơi, căng rồi. Nam cho chúng ta. Và là người đầu tiên mang về. Và chúng ta là những người gọi là tiền nhiệm. Người đàn em đi sau, bắt đầu là tiền bối. Như thế là thất lễ. Thế có cái thằng nào mà đi học võ mà đây đánh thầy không? Anh là một trong những người em của bác Gấu, anh rất quý bác Gấu. Bây giờ giống như kiểu là anh đi học võ mà bây giờ các bạn ấy, xong các bạn học võ các bạn giỏi lên, thầy các bạn già yếu đi. Các bạn ấy đi rủ thầy ơi, solo làm kèo không? Thế mà phạt thầy hại bạn à?
thôi 4-5 rồi Luân ơi. Thôi chết rồi, nãy giờ Mải nói phét nhiều quá không cổ vũ thằng em Luân. Tỷ số đang là 4-5 rồi các bạn nhá, cách biệt là một bàn. Vỡ mồm đấy. Chú mà solo thằng Luân. Ôi trời trời. Riêng chú Việt thắng, chú không solo nhá. Các bạn đừng nói solo với chú. Chú nói thật, khi chú vào bán thì các bạn lại bảo chú dùng hack. Nên là các tuyển thủ trong giải này chưa có ai dám rủ chú solo cả. Nói thật, bắn cho nó 2 viên đi. Bắn cho nó 2 viên đi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Tỷ số đang là 4-5, Luân TV cũng đang rất căng thẳng. Kèo này thắng cũng khoai đấy. Kèo này mà thắng... À, rồi hôi một pha kẹt. Rất thông minh đến từ những Luân. Xe là quy cáo chưa, đứng trong xe là 7 kìa. Nó bắn cái bài cấu gì à, cay thế luôn à. Cay lắm em ơi, anh mà vào em anh cay lắm, anh phải thật khịa nó. Anh phải chống đẩy. Rồi, úi giời, úi. Trời ơi, sao không bắn. Úi, hai thằng nhảy đằng trước, cái thằng chạy đằng sau nên tìm nó. Úi, Luân còn 119 máu. Đây một quy nó mang alock. Bình tĩnh em ơi, bình tĩnh em ơi. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. TMQ nó thiên về bắn tự do các bạn. Nó one shot thì... Ui, nằm đều rồi. Hay hay. TMQ là nó thiên cả sọt găn lẫn MP. Bởi vì thế thì khả năng sọt găn thì nó đánh, anh đánh giá nó không cao bằng Luân TV. Nhưng mà cách biệt lúc đấy nó rất xa, nhưng bây giờ đó là sang bằng rồi. Chim có kiến đâu? Chim có kiến đâu Luân? Chim có kiến đâu Luân? Ui, càng tê nhờ. Luân. Rồi xong, mỗi người dính một viên. Luân TV. TMQ chơi rất cáo luôn. Người chơi hệ cáo đến từ chính của TMQ. Rất khó chịu. Ở bên này thì Luân TV đang phải di chuyển và xoay vòng. Bình tĩnh em ơi, bình tĩnh em ơi. Thôi cứ bắn đi, là chung kết sẽ gặp nhau thôi. Chung kết sẽ gặp nhau thôi. Vì one shot chỉ là một kỹ năng phụ trong giải thi đấu này. Các tuyển thủ cần phải có kỹ năng. Ui, thôi xong rồi. Lại là mạng giết nữa, 6 năm rồi. Khó chịu thực sự luôn đây. Luân TV mà thắng kèo này toàn bằng one shot mới là thuyết phục này. Cố lên em ơi. Sao, thực ra trong bắn one shot trong giải của chúng ta thì không sao cả. Nhưng đây là một kèo one shot. Tại vì trong giải chúng ta thì không cấm bắn vào giáp, chỉ cần một viên chết người là được. Luân nó biết điều đấy mà, Luân cũng có quyền bắn như thế. Ai không bắn người đấy thiệt thôi. Quy CD7 của Luân đặt ra và CQ nó đứng thế với cày gì lại. CQ nó cáo lắm, anh nói rồi. Anh nói rồi, 30 chứ phải là Tết. Ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi.